Được tập luyện, xen lẫn vào học hành là một niềm vui của tôi. Và bên cạnh đó, cái việc mà được hạnh phúc hơn một chút xíu nữa đó là tôi được tham gia vào đội tuyển quốc gia Việt Nam vào bộ môn boxing. Giờ đây, niềm vui và hạnh phúc của tôi là được truyền thụ và đào tạo những vận động viên chuyên nghiệp để đi thi đấu lấy thành tích cho quốc gia. Kính thưa quý vị, thể thao Việt Nam đã ghi dấu rất nhiều những cô gái vàng có những chiến công rất xuất sắc cho Việt Nam trên sàn thi đấu quốc tế. Và Lê Thị Bằng là một trong những võ sĩ, những cô gái vàng đó. Những thành tích đáng chú ý của Lê Thị Bằng đó là tấm huy chương đồng trong kỳ ASEAN năm 2014 và tấm huy chương vàng trong kỳ SEA Games năm 2015. Và ngày hôm nay, trên sân khấu của Khoảnh Khắc Cuộc Đời, võ sĩ Lê Thị Bằng sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì qua câu chuyện của cô ấy. Ngay bây giờ, xin mời người kết nối, nghệ sĩ Quý Bình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời trang Kim. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào Bằng, một vận động viên boxing xinh đẹp của làng thể thao Việt Nam. Xem Bằng thi đấu những cái giải đấu qua TV thì không nghĩ là ngày hôm nay gặp Bằng ở ngoài với vóc dáng rất là thanh mảnh, cái giọng nói nhẹ nhàng và cái nụ cười duyên dáng như vậy đâu, nói thật luôn. Anh Quý Bình không phải khen quá đâu vì em thấy mình chưa dễ thương bao giờ luôn. Sự thật thì môn boxing là một môn mà người ta hay nói là dành cho nam giới nhiều hơn. Khi mà theo đuổi cái môn này thì rất nhiều người cũng có hỏi em là mày là con gái tại sao mày có thể theo được cái môn võ bạo lực như vậy. Nhưng mà bản tính em thì nghịch đi theo các môn võ, giống như kiểu mình được thoải mái là chính bản thân mình á. Và cái thắc mắc của mọi người cũng giống như thắc mắc của Quý Bình và rất nhiều quý vị khán giả khác, là một người con gái khi mà quyết định đi theo cái bộ môn boxing này thì Bằng có ước lượng được trước là sẽ có những cái khó khăn, những cái chông gai nào đang đợi mình không? Bản thân em thì em lại có một suy nghĩ là mình con gái thì sẽ rất là dễ bị bắt nạt nên phải có một miếng võ phòng thân. Coi những cái video hay những bài tập của các anh chị lớn, nghĩ rằng là không biết mình có vượt qua nổi những cái mệt mỏi, những cái đau đớn như vậy không để tiếp tục theo đuổi. Cuối cùng thì cũng tự bản thân mình cổ vũ chính bản thân mình luôn. Bản thân cổ vũ cho bản thân là tất cả những gì người ta làm được, mày làm được. Nhiều khi bị chấn thương hay là bị đau đớn rồi hay bị người ta chê bai rồi bị đánh nhiều quá cũng tủi thân, nhưng mà người xưa hay nói câu là lấy thương đau làm động lực để tiến lên. Thì đó tới giờ là em theo đuổi đến tận bây giờ luôn. Ngay từ đầu, đây không phải là lựa chọn đầu tiên của bạn trong con đường dấn thân vào các bộ môn thể thao phải không? Bản thân em thì em thích về bóng nhiều. Năm 2002-03 mà Việt Nam mình có tổ chức SEA Games á, thì lần đầu tiên em thức tới 11-12 giờ đêm để xem bóng chuyền nữ Việt Nam đánh. Lúc đó tự nhiên trong đầu em suy nghĩ là có theo được cái đấy không, bởi vì mình thấp bé nhẹ cân quá. Trong một cái cơ duyên là được các thầy huấn luyện viên của tỉnh có tới trường chiêu sinh. Trong số những bạn học sinh ở trường á thì em cũng thuộc dạng là cao thứ nhì thứ ba thôi. Và cuối cùng em lại lọt vào cái top là được đi tuyển sinh. Thì khi mà đi tuyển sinh như vậy thì em lại tuyển bóng chuyền. Khi tuyển bóng chuyền xong, huấn luyện viên nói một câu, thế giờ em vẫn suy nghĩ luôn: mày lùn quá, mày lại thuận tay trái, thôi tao không nhận mày đâu. Rồi sau đó là huấn luyện viên của bên boxing mới xin hồ sơ của em sang, nói là nhìn bạn này rất là lì, có vẻ là sẽ phù hợp với võ hơn. Thì lúc đó em bắt đầu em làm hồ sơ và tuyển chọn ở bên võ thuật theo boxing từ năm 2007 tới giờ luôn. Ngày hôm nay đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời thì đó có phải là cái khoảnh khắc mà Bằng muốn chia sẻ với mọi người không? Điều đó cũng chưa hẳn là thay đổi cuộc đời của em. Điểm đáng nhớ nhất của em trong cuộc đời là được đi thi đấu quốc tế và giành cái tấm huy chương lịch sử cho boxing Việt Nam, boxing nữ ạ. Cái năm đó là năm 2014 ạ. Lần đầu tiên em được tham gia vào đấu trường lớn của châu Á. Bản thân mình thì không phải đè nặng lên thấy thành tích nhiều, suy nghĩ là mình phải cố hết sức. Khi mà được tuyên bố chiến thắng ở trên đài rồi về, tất cả mọi người đều chúc mừng và nói một câu là thế hệ các em đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam trên cái đấu trường chuyên nghiệp. Đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất và em lấy cái đó làm động lực để theo đuổi tiếp cái bộ môn boxing. Đó là khoảnh khắc đầu tiên, sau đó mới có những cái khoảnh khắc lên ngôi nữa, thay đổi cái màu sắc huy chương của chính bản thân mình cũng như cho thể thao Việt Nam. Đó là cái niềm hạnh phúc của một người con của quê hương Việt Nam đã mang lại những cái chiến thắng vẻ vang cũng như là những huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế. Là một người con gái mà phải xa nhà liên tục như vậy từ rất sớm nữa, thì có đôi lúc nào đó mình thấy mình bị thiệt thòi quá không? Thật ra bản tính em thích đi đây đó nhiều, xa gia đình từ những năm chập chững cuối cấp
cấp 2, đầu cấp 3. Mới đầu đi thì háo hức khoảng tầm 1-2 tháng thì lại thấy nhớ nghe tiếng ba mẹ gọi dậy, rồi nhớ những bữa cơm mà ngồi dù không có nhiều đồ ăn, có một số đôi lúc là sẽ bị tủ thân thôi. Nhưng mà cái cảm giác đấy trôi qua nhanh lắm. Không có bị ngồi ủ rũ hay buồn khóc về những cái chuyện đấy cả. Đúng rồi, bởi vì mình là niềm hãnh diện của gia đình. Với nam giới đi theo cái bộ môn boxing nó đã rất là nhiều cái khó khăn rồi. Vậy thì với một người con gái như bạn, khi theo đuổi cái bộ môn boxing này nó khó khăn như thế nào? Bản thân em lại suy nghĩ thêm một chiều hướng tích cực hơn. Em là một đứa con gái, em cảm thấy cái môn này nó bạo lực thật. Bạo lực có khuôn khổ nha, bạo lực có khuôn phép nha. Đúng rồi, nhưng mà nó lại là một cái môn võ thực dụng nhất. Khi bọn em đi tập, nhất là em là nữ giới, nhiều khi tập cái sự nỗ lực của mình nó vượt qua cả cái cơ thể con người luôn. Thế lúc đấy thành ra là mình không được tập với nữ giới nữa, mình phải tập với nam giới luôn. Thế là thành ra những cái điều đó rèn luyện nên được là ăn đấm đau thì sẽ có thành tích cao. Nên là cứ thế là tôi luyện từ lúc mà đi tập. Chắc là cũng bầm dập hết cả cơ thể rồi phải không? Không, em chắc là 36 kế chuồn là thượng sách, em chạy nhanh lắm. Chắc là vậy. 36 kế chuồn hả? Trong boxing á, thì nó sẽ sử dụng đôi chân rất là linh hoạt, đôi tay đấm rất nhanh nhẹn á. Cảm nhận mà trong một trận đấu mà mình đánh không được hay là mình đánh mà yếu thế hơn á, thì mình sẽ sử dụng di chuyển nhiều hơn. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng thắng được hết á, nhưng làm sao mình phải cố gắng được hết sức 100% cái sức mạnh mà mình có và cái kỹ chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Cái bộ môn boxing này á, nhiều người cho rằng nó là bộ môn võ thời trang, bởi vì nó đang được rất là nhiều các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn biểu diễn nghệ thuật như quý Bình đây, thì các bạn lựa chọn bộ môn này rất là nhiều để tập luyện, để giữ gìn vóc dáng cũng như là để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho bản thân mình. Bạn có thấy mình nói đây là môn võ thời trang đúng không? Thật ra cái môn võ boxing này kể cả Việt Nam hay trên thế giới người ta đều gọi là môn võ quý tộc. Vậy từ nay quý Bình sẽ gọi là môn võ quý tộc. Tại sao? Những người quý tộc thường rất là điển trai, bảnh bao, cơ bắp. Boxing á, toàn người đều trai không? Em nói nữa anh gục xuống bàn liền tại chỗ. Tại vì em càng chia sẻ anh mới thấy là anh không đủ điều kiện để tham gia môn boxing. Và vì sao người ta gọi là môn võ quý tộc là bởi vì boxing bắt nguồn từ, em nhớ không nhầm là Hy Lạp. Thời đó là dành cho những quý ông, như là nhà quý tộc. Khi mà nước ngoài đưa boxing về tới Việt Nam á, thì nó lại trở thành một cái môn võ thực dụng dành cho tất cả các tầng lớp luôn. Thì lúc đó người ta không còn gọi là boxing quý tộc nữa, mà người ta gọi là boxing đường phố. Kỹ thuật thì nó giống nhau hết, nó không có khác gì. Bằng chia sẻ về cái bộ môn mình theo đuổi với cái niềm tự hào long lanh trong ánh mắt, cũng như là với những cái chiến thắng, với những cái huy chương mình đã đem về cho quê hương, có một lúc nào đó nhận một cái thất bại gì đó mà nghĩ là mình sẽ không theo đuổi nó nữa hay không? Thật ra những cái điều thất bại thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là em sẽ từ bỏ. Trong thể thao thắng thua là chuyện bình thường, thì mình suy nghĩ theo cái chiều hướng là tại sao mình thua thì mình lại phải về mình trau chuốt thêm. Và boxing của em thì tập hàng ngày nhiều hơn, sẽ tập 2 buổi sáng và chiều. Thắng thua hay là tập bị chấn thương hay là bị làm sao một vấn đề gì đó xảy ra với chính bản thân mình, đối với em nói riêng thì em chưa bao giờ nản hay muốn bỏ cuộc hết. Không chỉ là những cái cú ra đòn quyết liệt và dứt điểm trong những trận đấu, mà ở đây với những cái suy nghĩ cũng rất là quyết liệt trong cuộc sống đời thường. Vậy thì boxing nó mang lại những cái lợi ích gì cho mọi người và đặc biệt là cho bạn? Boxing thì nó là một cái môn tiêu tốn lượng calorie rất là nhiều, giúp cho mình linh hoạt hơn, đầu óc sẽ nhạy hơn, làm cho cái cơ thể mình đốt năng lượng nhiều hơn so với các môn khác. Thật ra thì nó cũng không phải là môn nhất, nhưng đối với em hay đối với những bạn vận động viên từng tập boxing thì các bạn ấy cảm nhận được là có hiệu quả. Vậy thì bây giờ với những cái thành công đã đạt được rồi thì bạn còn một cái mơ ước nào nữa đối với boxing Việt Nam cũng như là đối với bản thân mình? Hiện tại tạm thời em đã gác cái ước mơ thi đấu lại rồi. Em chuyển sang làm một huấn luyện viên. Khi mà làm huấn luyện viên rồi thì lại có một cái nhen nhóm là làm sao mà mình truyền thụ và giúp những thế hệ vận động viên trẻ hiện tại có thể phát triển tốt hơn và lấy cái thành tích cao hơn bản thân mình. Những cái đó thì sẽ là một cái ước mơ rất là cao cho chính bản thân em. Và hiện tại mới là một cái mầm cây của cái ước mơ đó thôi. Chắc chắn là ước mơ đó sẽ thành hiện thực với nền tảng là một nữ vận động viên boxing tuyệt vời như thế này. Và quý Bình đang rất là tò mò, ai là người đã luôn bên cạnh để dìu dắt cũng như là chỉ bảo cho bằng? Bây giờ Bình có thể diện kiến người đó được không? Người mà hướng em theo một cái tầm cao hơn trong boxing là sư phụ của em. Hiện tại cũng vẫn đang huấn luyện cùng với em luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ người bạn đồng hành của nữ vận động viên, huấn luyện viên Lê Thị Bằng, anh Cổ Tấn Anh Linh. Cổ Tấn Anh Linh,
Nghe cái tên là thấy đầy tinh thần võ thuật trong đó rồi. Hồi nãy giờ chắc là anh Linh nghe bằng chia sẻ về bước đường đến với boxing cũng như là phát triển bộ môn này phải không ạ? Có, anh... mình cũng rất là xúc động bằng nhắc về những quá trình, một cái quá khứ trong một cái thời gian hai anh em mới làm việc với nhau, làm mình gợi nhớ rất là nhiều điều. Thật ra mình không phải là thầy dạy từ đầu của bằng, và mình gặp bằng cũng rất là tình cờ. Ngày trước mình cũng là võ sĩ, chỉ có một cái phòng tập dạy tư thôi. Cũng tình cờ thì mình gặp bằng, thì lúc đó bằng đã bắt đầu chuẩn bị đi thi đấu SEA Games rồi, và mình nhìn thấy được rất nhiều tố chất từ bằng. Sau khi huy chương vàng về thì anh em cũng rất là vui mừng. Từ lúc đó mình cũng nghĩ rằng là mình phải đặt ra những mục tiêu cao hơn. Ban đầu thì mình mong rằng bằng sẽ có thêm vài lần vàng SEA Games nữa. Và rất là tiếc kỳ SEA Games tiếp theo thì cái nước chủ nhà không có môn boxing nữ, họ chỉ có nam không. Mình bị lỡ hết một lần. Trong cái lỡ đó thì mình lại đặt ra mục tiêu khác lớn hơn, đó là vòng loại Olympic tại Rio. Mình thấy khả năng của mình là không đủ để mà dạy cho bằng, thì mình mới liên lạc một người anh của mình, người Mỹ về Việt Nam dạy võ cho mình. Liên lạc qua mình nói là anh ơi, em tìm được một cô vận động viên rất là tốt, mà bản thân em thì không đủ khả năng đâu, anh có cách nào giúp được hay không? Ông anh nó bay về và ông tìm rất là nhiều phương cách, rồi liên hệ các thầy chính thức của bằng á để đưa đi Mỹ tập huấn 6 tháng để chuẩn bị cái vòng loại đó. Khi mà đi tập huấn thì đi được một mình ở bên đó thôi. Tập huấn thì rất là gian khổ, ăn tập ngôn ngữ rồi thầy rồi môi trường tập rất là nặng. Thành ra là hai anh em phải tìm cái cách nào đó để mà chia sẻ với nhau về kỹ thuật rồi vui buồn trong cái giai đoạn đó. Từ đó mình nắm bắt được những kỹ thuật rất là nhiều từ cái lối đánh của bằng. Nghe anh chia sẻ chàng thấy thêm cái sự quyết tâm của người phụ nữ xinh đẹp này. Mà lúc nãy nghe bạn ấy chia sẻ, em thấy như bạn ấy quá khiêm tốn. Thật anh ra, thấy vậy không? Thực ra trong boxing thì càng nôn nao, càng háo thắng bao nhiêu thì càng nhanh thua bấy nhiêu. Nên chúng ta phải luôn luôn phải có một cái điềm tĩnh, dò xét như thế nào cho đối phương trong từng trận đấu, từng kỹ thuật. Quan trọng nhất của một vận viên giỏi là phải lắng nghe được bên ngoài sự chỉ đạo của vận viên. Đó phải chăng nó tác động đến suy nghĩ của bạn ấy khi mà giành chiến thắng về rất là nhiều, nhưng mà khi mà chia sẻ với mọi người vẫn nghĩ rằng mình rất là nhỏ bé, mình chưa làm được gì cả. Anh có thể hỏi thêm được mà. Nhưng mà em nghĩ cái sự khiêm tốn đó có phải là nó là một phần trong cái tinh thần thượng võ của các võ sĩ cũng như là các vận động viên hay không? Theo em thì sao? Chắc là vậy đây. Vì em thấy khi bản thân mình có một chút gì đó thành tựu, chắc chắn sẽ có người sẽ hơn. Như các cụ có câu là đừng thấy mình cao mà nghĩ không ai cao bằng mình. Cùng núi này cao thì sẽ còn núi cao hơn. Bản thân em chỉ suy nghĩ là thành tích của mình vẫn là mức bình thường, còn có người cao hơn mình. Và sau này lớp trẻ lên sẽ cao. Họ cao hơn mà mình cứ vỗ ngực mình là giỏi nhất, mình cao nhất thì sẽ rất là khó xử cho chính bản thân mình. Đó cũng là một cái suy nghĩ giống như những người làm nghệ thuật như Quý Bình. Nếu như mà chúng ta thấy chúng ta đang đứng ở trên đỉnh rồi, đã đứng trên đỉnh rồi thì đi đâu được nữa, chỉ có đi xuống thôi, đúng không? Vậy thì bây giờ để giúp cho quý vị khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời hiểu thêm về Lê Thị Bằng, anh Linh, anh có một câu nói ngắn gọn nào dành cho người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta được không ạ? Bằng là một trong những vận động viên hiếm có ở Việt Nam để mà đào tạo và để tìm ra được những cái tài năng như bằng hiện tại trong thời gian ngắn sắp tới là rất khó. Nên mình nghĩ đây là một hạt nhân cực tốt. Mình rất là tin ở cái quyết tâm của bằng và ở cái trình độ của bằng và những gì bằng đã có rất nhiều kinh nghiệm thì bằng sẽ đào tạo được một thế hệ sau. Mình vẫn đang cùng bằng là cố gắng để mình phát triển một cái hệ thống dạy cho các mầm non tiếp theo. Khi mình làm một điều đó thì mình cần rất là nhiều sự ủng hộ của các anh em, các bạn bè ở Việt Nam cũng như ở quốc tế để mà tạo ra được. Nếu mà một câu nói gì đó bằng thì mình khá là khâm phục bằng. Một người thầy của mình mà nói rằng khâm phục mình thì còn gì vui sướng hơn, phải không bằng? Và như lúc nãy anh Linh có nói là bây giờ là cái việc tìm đào tạo ra những người vận động viên được như bằng là một điều rất khó. Nhưng mà quý Bình nghĩ nó không hề khó khi có những huấn luyện viên như anh Linh và như bằng đây. Và xin chúc cho hai anh chị luôn thật là nhiều sức khỏe, luôn vững tin với cái lựa chọn của mình. Quý Bình và quý vị khán giả sẽ chờ đón những thế hệ tiếp theo, những thế hệ vàng của boxing Việt Nam. Xin cảm ơn quý Bình. Cảm ơn anh quý Bình. Kính thưa quý vị, lại một nguồn năng lượng tích cực nữa mà Bảo Cun vừa được thừa hưởng. Dường như là càng lên cao thì chúng ta càng bình tĩnh, đúng không nào? Một lần nữa xin chúc cho chị Lê Thị Bằng cũng như anh Linh nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì xin mời nghệ sĩ Quý Bình sẽ trao cho Lê Thị Bằng kỷ niệm chương đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Bình xin phép trao cho Bằng với cả sự hãnh diện về một người phụ nữ xinh đẹp này. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc mà chúng ta phải nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 22:45 trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim.
Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 093-8897-177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.